mọi người, mình là Baka đây. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người tiếp tục về dòng Kamen Rider nữa mọi người ạ. Đáng lẽ tuần này mình sẽ review một món khác, nhưng mà do cái mình đặt hàng á, nó chưa có về tới, nên là thôi, mình sẽ tạm thời review tiếp cái phần Kamen Rider nha mấy bạn. Đây, và đó, đây hai bút mà mình vừa mới săn được, đó là cái Tenkuno Pegasus và một cái bút nữa là Peter Fantasita mấy bạn ạ. Đây, cái bút này nằm ở ô thứ nhất, đó là ô về những loại thần thoại, thú thần thoại. Còn cái này thuộc về ô thứ ba là những câu chuyện cổ tích mấy bạn ạ. Đó, thì cái bút này, nói chung là cái bút này, hai cái bút này sẽ kết hợp lại với cái bút Light & Senki mà mình đã từng review rồi. Nó sẽ tạo ra một cái combo mới gọi là Fantastic Light mấy bạn ạ. Và cái bút này Peter Fantasita có thể chơi chung với lại cái bút Brave Dragon. Mà cái bút Brave Dragon á là mình đã từng review rồi. Mình có để cái link ở đây là mình đã review chi tiết cái Second Soul Arrival mấy bạn ạ. Dùng để chơi chung tương tác với cái item sách này nè mấy bạn. Rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp thôi. Mình đã khui hết những cái đồ chạm pin và lấy hết những cuốn sách hướng dẫn ra ngoài rồi nha mấy bạn. Vẫn như những cái hộp cũ mà mình đã từng review thôi, thì sản phẩm chính của chúng ta đó là hai cái bút này nha mấy bạn. Đây, đầu tiên mình sẽ review cái này trước, Tenkuno Pegasus mấy bạn ạ. Cái chữ Pegasus này á, là không biết mấy bạn biết không ta, thì trong cái truyền thuyết có một cái con ngựa kỳ lân này nọ đó, ngựa có cánh, đây đó chính là nó trong truyền thuyết thôi nha. Một ở đây, ở ô thứ nhất, một cái màu xanh dương rất là đẹp, rất là khác so với lại cái bút Light & Senki này nha mấy bạn. Đây, Light & Senki cái màu xanh nó rất là bình thường. Đây, cái màu xanh này có vẻ đậm hơn cái màu của Light & Senki nè. Rồi, đó, và mặt sau vẫn vậy, vẫn có cái đồ scan để chúng ta tương tác với thanh kiếm của chúng ta. Đây, ở bên trong vẫn như cũ thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái ký tự đặc biệt riêng ở trong phim. Cái dòng đầu tiên là tượng trưng cho chữ Kamen Rider mấy bạn nha. Rồi, ở đây phía đây mặt bìa của bút, chúng ta sẽ thấy một cái phần gọi là cái bả vai bên phải. Đây, cái hình con ngựa này mấy bạn. Để một cái phần này được lồi lên là cái phần cánh của chú ngựa đó mấy bạn. Đó, thì mình thấy trong phim cũng không có được thể hiện nhiều lắm về cái sức mạnh riêng của cái bút này mấy bạn nha. Nhân vật mà Kamen Rider Blaze á là xài combo tam sách một lần luôn, nên là cũng không có dịp để mà show cái sức mạnh riêng của cái bút này đó, nên cũng khá là tiếc. Nhưng mà thôi kệ, không sao, mà có cái bút này mới hoàn thành được combo tam sách Fantastic Lion mấy bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tới cái bút Peter Fantasita này nha mấy bạn. Đây, đây là cái bút mà có thể được gọi là một trong những bút đầu tiên được sản xuất ra tại Nhật luôn mấy bạn ạ. Đó, thì cái bút này là cái item đầu tiên giới thiệu cho cái dòng Kamen Rider này. Peter Fantasita mình nhớ hồi đó reorder cũng khá là mắc, tầm 350 á, nhưng mà bây giờ nó cũng hạ giá bớt rồi. Bây giờ một cái cuốn này chỉ còn tầm có 200-250 thôi, khá là rẻ. Đây, vẫn y chang như vậy. Cái màu xanh này có vẻ là cái phần màu xanh này có vẻ nhạt hơn nhiều so với cái Light & Senki này nhớ các bạn. Và rất là nhạt so với cái bút Tenkuno Pegasus luôn. Cái này ở ô thứ ba là những câu chuyện cổ tích. Đây là Peter Pan nè các bạn. Peter là Peter Pan đó. Đó, đây cái phần này là cái ông này là vai ác nè, có cái móc cong phản diện của Peter Pan đó. Rồi mặt bên trong cái này y chang như vậy, có những cái chữ này làm như các bạn để ý thì nó sẽ khác, so tất cả bút đều những chữ này sẽ khác nha mấy bạn. Chỉ có cái dòng đầu tiên á là nó giống y chang nhau là chữ Kamen Rider thôi. Ở bên trong là chúng ta sẽ có cái gọi là cái thể hiện sức mạnh gắn lên cái tay trái của Kamen Rider mấy bạn ạ. Cái phần tay á thì được có cái phần móc câu nè, còn cái phần này á giống như cái mũ của Peter Pan vậy, khá là đẹp. Cái do cái bút này xuất hiện đầu những tập đầu phim á, nên cũng được thể hiện sức mạnh khá là nhiều, khá là hay mấy bạn ạ. Đây, mặt sau y chang vậy, có cái đồ scan lên kiếm và tương tác với Driver. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt âm riêng của hai bút này, đọc tên và đọc cái phần trích lục của cái từng bút nha mấy bạn. Rồi bắt đầu tiền giới Tenkuno Pegasus trước.
Rồi, và đó là âm của cái bút tay Kuno Pegasus này các bạn. Mình có để cái phần việt sub ở dưới này cho các bạn nào không hiểu tiếng Nhật nha. Còn bạn nào đã quá rành rồi, không coi phim quá nhiều, coi quá nhiều việt sub rồi thì chắc là nhớ như in trong đầu luôn ha. Đó, còn cái bút này Peter Fantasita. Đây. Rồi, và đó là toàn bộ âm riêng khi mà mình chơi không cái bút này các bạn ha. Giờ mình sẽ hát hát mình sẽ mở cái phần mà khi mà kéo cây kiếm ra, nó sẽ mở ra một trang nữa, mình sẽ review note luôn nha. Đây, đầu tiên là cuốn Tenkuno no Pegasus đi. Đó, mấy bạn chỉ cần chọc vô cái bên góc phải này có một cái nút nè, mình chỉ cần ấn nhẹ vào nó sẽ mở luôn được cái trang này. Đó, không gỡ được cái trang bìa bị in vô cái này rồi nè mấy bạn. Đó. Đây, phần bên trong chúng ta hãy có Kamen Rider Play. Cái phần này sẽ rất khác so với lại cái Kamen Rider Legend Senki các bạn ạ. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, cái bên trong của Legend Senki. Đây, cái phần mà Kamen Rider này nè, đó, nhìn rất là khác so với cái này có vẻ tối hơn, cái này ở giữa là có phần sáng sủa hơn nè mấy bạn. Đó, còn cái này có vẻ tối. Ở bên tay phải mình đã nói có cái hình bạn ngựa ở đây nè, đó rất là đẹp luôn. Đây là một số dòng chi tiết hướng dẫn sức mạnh này nọ về riêng của cái bút này các bạn ha, khá là hay, khá là đẹp, khá là ngầu luôn. Rồi tiếp theo tới bút Peter Fantasita thôi. Đây, mình sẽ ấn vào cái nút này nè, đó nó sẽ ra. Cái này thì không có thể hiện hình mặt của Kamen Rider do cái này là phần bên trái, kéo driver ra nó sẽ vừa như in luôn nha mấy bạn. Đó, chúng ta sẽ có cánh tay bên trái, cái có cái móc câu nè, ở đây có cái mũ thì nó của Peter và một số thông tin chi tiết sức mạnh mấy bạn à, rất là đẹp luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mang cái driver ra để tương tác với hai cái bút này nha mấy bạn. Đây, mình vừa mở lại cái driver ra mấy bạn, mình đã để sẵn cái Nagare Emblem ở đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt cái driver nha. Nhưng mà trước khi kích hoạt á thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ mở cái nút này lên. Thì á, cái công việc đầu tiên á khi mà các bạn muốn chơi Kamen Rider nào liên quan tới cây kiếm này thì chúng ta sẽ phải scan trước để chắc ăn, nếu không nó sẽ ra. Nếu mà mấy bạn quên là mấy bạn đã scan trước cái em đem lửa thì lần này nó sẽ ra âm thanh lửa. Đó thì mình phải scan như thế này mới ra được Kamen Rider mình yêu cầu và cái âm thanh nha mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tương tác từng bút trước, mình sẽ cho nó đọc riêng cái bút Tenkuno Pegasus này trước đi. Rồi, tiếp theo là tới âm thanh của Peter Fantasita mấy bạn ạ. Đây.
Các bạn đã thấy mình vừa mới tương tác với riêng hai bút này với cả riêng cái emblem nữa rồi ngay. Thì đó là cái hay của cái dạng đồ chơi này. Thì nếu mà đúng á, trong cái combo tam sách á, khi mấy bạn đặt từng bút vào nó sẽ chỉ ra cái âm thanh riêng của từng bút ra luôn nha mấy bạn. Những cái bút đó rất là đặc biệt tại tạo nên một cái combo mà nên là nhà sản xuất tạo riêng cho một cái âm thanh riêng luôn khi mà đặt vô đây chơi một mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử kết hợp vào một lần hai bút nha, Lion Senki Tenkuno hoặc là Lion Peter Fans. Rồi và đó là phần chơi riêng với cái hai bút nha mấy bạn. Rồi bây giờ trước khi tới phần đặc biệt là combo kết hợp giữa tam sắc á, thì mình sẽ tương tác trước với cái thanh kiếm nha mấy bạn. Đây mình sẽ tương tác trước với cái thanh kiếm này, mình sẽ scan cái mặt. Đây nãy mình có nói ở đằng sau có cái chỗ để scan vào cái phần này nè mấy bạn, để tương tác riêng cái sức mạnh của thanh kiếm này. Giờ mình sẽ thử với từng bút nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp lần 3 sách luôn theo thứ tự số 1, số 2 và số 3 nha mấy bạn. Rồi bây giờ tới cái phần các bạn mong chờ nhất, mình sẽ kết hợp cái driver chung với combo tam sắc này để tạo ra một cái âm thanh, một Kamen Rider Blaze cực kỳ ngầu và cực kỳ mạnh luôn, là một cái phần update cực kỳ quan trọng để tiến tới phần tiếp theo của phim mấy bạn ạ. À. Đó, các bạn thấy không, cái âm thanh nó phát ra khi mà kết hợp cùng cả ba cuốn sách này cực kỳ hay, nghe rất là ngầu luôn mấy bạn ha, nghe rất là Kamen Rider Blaze luôn. Trời ơi, combo tam sách rất đẹp. Đây sẽ zoom gần cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không, khi mà mở đủ ba cuốn sách ra chúng ta sẽ kết hợp giữa các phần lại với nhau, nhìn rất là đẹp, là một phần tân tiến sức mạnh mới. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt hai cái chiêu tất sát của cái combo này nha mấy bạn.
Rồi, trước khi kết thúc video, mình sẽ kết hợp một vài cái âm thanh khác, những cái bút khác vào để cho các bạn xem thêm, gọi là một cái phần là bổ sung vô nha mấy bạn, cho các bạn xem đã câu mắt luôn. Rồi, bây giờ đừng bỏ đi đâu đó, cùng xem với mình nha. Rồi, và đó là phần kết thúc của video rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Và nếu ai thích hãy nhấn like và nút subscribe ở dưới giúp mình nha. Còn nếu được hãy nhấn luôn cái chuông ở dưới để bật thông báo khi mà mình ra video mới. Thường là vào cuối tuần nha mấy bạn. Tầm thứ bảy chủ nhật hoặc là thứ hai mình sẽ ra video mỗi tuần cho các bạn xem luôn. Và cảm ơn mọi người rất nhiều và chào tạm biệt mọi người.